trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn tập hồi ký chiến tranh với nhan đề ngã ba chóc biên giới Tây Nam hướng sư đoàn 7 bộ binh quân đội nhân dân Việt Nam. Phần 15. Những trận đánh trên chiến trường biên giới Tây Nam, gian khổ, ác liệt. Rất nhanh chúng tôi vừa bắn vừa tiến sâu vào khoảng 30 mét nữa thì địch bên trong phản công ra. Từng chàng giải đại liên bắn vào đội hình C3 thiếu, đạn nhọn bắn loạn cả không phân biệt nổi đâu là súng ta hay súng địch nữa khoảng cách còn lại là quá gần. Bên hướng C1 phụ trách là hướng chính nên nằm lại bắn thu hút địch còn 2B của C2 vẫn vận động sát vào. Khuất sau những bụi tre chúng tôi di chuyển rất nhanh vào trong. Khai hỏa là những phát đạn B bắn vào lùm tre gai. Quá nhiều kinh nghiệm vì đây là lần thứ 3 của cách đánh này nên chẳng mấy chốc điểm này bắt đầu phát hỏa với những đám cháy được châm lên. Lửa mỗi lúc mỗi bốc cao lên tận ngọn những bụi tre gai. Các xạ thủ trung liên kẹp chặt súng dê từng tràng đạn dài. Tôi thì ít bắn hơn vì luôn đi bên thủ trưởng bắn nhiều là ông ấy không thích. Chỉ trừ khi cần thiết khi địch ta quá gần nhau, mà tôi cũng không bao giờ bắn đạn vu vơ cả. Khẩu đại liên của ta nấp sau bụi che bắn không tiếc đạn vào chút địch chi viện cho anh em hỏa lực bê bò vào gần hơn bắn những bụi che gai xa hơn khuất tầm đạn hơn. Ngoài kia bên hướng các xe thu hút địch cũng nổ súng, cũng chỉ ở mức cầm chừng dìm chân địch, hướng. C6 thì đánh nhau ít hơn. Địch vẫn chống trả quyết liệt lắm, chúng bình tĩnh trong chốt bắn ra những loạt đạn. Cối chi viện cũng đã bắn vào vị trí của C1, đạn B41-B40 bắn ra liên tiếp. Bên trong chốt địch đã bị lửa áp vào gần với sức nóng được những ngọn gió cuối ngày thổi hất vào. Trong, địch đã bắt đầu rối loạn đội hình chốt, hơn nữa sau khi cháy bùng to lên tan cho lửa bay khắp và lộ. Dần ra những mục tiêu của địch nằm bên trong, cần phải khẩn trương hơn nữa lúc này. Không để địch kịp hoàn hồn ta sẽ mất đi cơ hội anh Hồng chỉ cho khẩu mươi 82 ly bắn ngay cấp tập hai quả vào vị trí lùm tre trong chốt. Sau hai tiếng nổ cuối cùng thì quân ta xông lên bên vế cánh phải của đội hình đê thiếu này. Các xạ thủ chuẩn bị và bổi thêm vài quả đạn B-41, B-40 rồi nhất loạt xung phong. Các xe kia phụ hỏa bắn mạnh hơn nữa để C-2 dồn cụm bên phải bật chốt. Hướng C-2 phải nói là đổ lửa lên đầu địch vì thời cơ quá thuận lợi nên anh em nhanh chóng lao vào với những loạt đạn bắn găm rất gần cùng tiếng xung phong vang lên một góc trận địa anh em hướng các xe cũng đồng loạt hô sung phong cùng nhưng nằm im không vận động lên. Chúng tôi đã vào đến những hầm hố đầu tiên của địch, chúng bắt đầu khiếp sợ chạy ra khỏi những hố chiến đấu. Toàn bộ C2 có mặt trên tuyến này phút chốc đã tràn ngập các vị trí chiến đấu của địch và quay súng bắn sâu vào trong, địch vỡ hàng mảng lớn bỏ chạy ra. Một sự láo loạn của những kẻ bại trận, C1 và C3 dồn ác liệt hơn nữa khi biết C2 đã vào bên trong, họ cũng nhanh chóng chiếm hết các vị trí của địch bên C3 bắn chết thằng vác tầm khẩu đại liên chạy còn thằng vác chân súng thì chạy mất. Chúng tôi đuổi vào sâu trong chốt khoảng 50 mét nữa thì gặp sự phản kháng của địch nên lại nằm lại vị trí đó. Theo điện hình thì bây giờ chúng tôi đã vào sâu và xuống ngang tới cuối tràng trống rồi. Một cuộc chiến vô cùng vất vả với bao tổn thất về quân số và vũ khí đạn dược cho đến bây giờ mới vào được tới đây. Suốt cả ngày với ba lần vận động đánh chiếm các vị trí trọng yếu của địch kết quả đó chưa làm chúng tôi và cấp trên hài lòng nhưng cũng là kết quả chúng tôi đã giành được với bao công sức xương máu của anh em trên toàn D7 và C6 D8 máu chúng tôi đổ xuống hôm nay mang rất nhiều ý nghĩa chúng tôi không bao giờ bỏ rơi những người đồng đội của mình mặc dù mất mát hy sinh nhiều hơn nữa tin chiến thắng nhanh chóng được báo đi bằng máy vô tuyến điện PRC 25 trên toàn trận địa hướng cánh trái với sự liên quân của cấp D thiếu đã chiếm được chốt của địch phần lớn những khó khăn của trận đánh đã được giải quyết anh em các đơn vị mừng lắm Lúc này cũng khoảng trên 4 giờ chiều rồi, nắng cũng bớt phần gay gắt. Những đám cháy của những bụi che gai cũng đã tàn dần chỉ còn khói và những bụi than bay mù mịt. Sức nóng vẫn hầm hập phả xuống khắp tuyến trận địa mà chúng tôi mới chiếm được. Anh em chui xuống những hố chiến đấu của địch hay chiếm những vị trí có lợi nhất chờ lệnh của cấp trên. Anh em binh sĩ cũng đã quá mệt mỏi sau gần một ngày đánh vận động liên tiếp. Những bình tông nước của lính đã khô cạn từ bao giờ lúc này đây nước uống sẽ cần thiết hơn so với cơm ăn để bù lại khoảng nước đã mất trong cơ thể. Mồ hôi ai cũng ướt áo, loang lổ trên lưng những vệt mồ hôi. Các hướng cũng đã im tiếng súng, địch thì sau khi mất chốt cũng co cụm lại bên hướng đối diện con đường 129 và hướng C6D8. Chúng cũng nằm im không thấy chống trả mãnh liệt như trước nữa. Có lẽ chúng cũng đã trờn vì gặp phải một địch thủ đáng gờm hơn chúng về mọi mặt các bộ phận của ta nhanh chóng đẩy đội hình lên làm công tác thương binh tử sĩ bên hướng chúng tôi. Anh em bên B2 và khẩu 12,8 ly cũng được đưa đội hình lên sát nhập vào đội hình của D. Một thế trận mới với sức mạnh của gần đủ một D sẽ đánh thốc vào sườn chốt địch quyết đẩy địch ra khỏi vị trí. Nhưng cũng có nhiều bất lợi vì trời cũng đã bắt đầu chuyển sang tối rồi và điều quan trọng nhất là anh em quá mệt mỏi. Đạn dược cũng đã tiêu hao rất nhiều sau nhiều đợt phản công. Nhất là hỏa lực B41-B40, Ta cũng cần được bổ sung thêm trước khi vào trận đánh mới. Anh Hồng, thằng Điều và tôi luôn bám sát nhau. Cái ông C trưởng này cũng không giống ai. Chạy khắp mọi nơi khiến chúng tôi cứ phải bám theo. Sau chán quá tôi lình qua bê ông Lâm ngồi một chỗ mặc kệ C trưởng muốn đi đâu thì đi. Cứ bám theo mãi mệt lắm. Cả ngày nay tôi cũng đã mệt lắm rồi. Lệnh của trên cho chúng tôi tự tổ chức đánh tiếp nếu có thể. Còn không thì chốt yên chỗ đó chờ trời tối anh em vận tài sẽ bỏ ra ngoài đường 129 chỗ cái cống lấy tử sĩ về. Sau đó rút về chốt. Ba ông xe trưởng của ba xe cụm đầu lại sau một hồi bàn luận thì đồng ý với nhau là nằm yên chốt không đánh nữa chờ giải quyết xong thương binh tử sĩ là có lệnh cho rút quân. Anh em chúng tôi biết tin và quyết định của trên như vậy thì mừng lắm. Ai cũng mong cho trời nhanh tối để còn rút quân. Chẳng ai có tư tưởng muốn đánh nữa. Mọi cố gắng cần thiết chúng tôi đã cố gắng lắm rồi. Cái bản năng ham sống sợ chết của con người trong lòng binh sĩ nó cũng trỗi dậy, cũng đúng thôi, ai mà ham cho được khi phải bắn giết lẫn nhau. Đó chẳng qua cũng chỉ là những việc bắt buộc phải chiến đấu và khi đã đạt được mục đích của mình rồi thì cái phần rất người đó nó sẽ lấn át hết mọi lý trí. Chiều cũng qua đi và màn đêm bắt đầu buông xuống. Chúng tôi được lệnh chuẩn bị chiến đấu bên nửa C3 của anh Phượng sẽ bí mật đẩy đội hình lên trên chẳng chống qua cái cống và anh em vận tài sẽ bỏ vào tìm xác anh em tử sĩ. Nếu gặp địch thì bên hướng chúng tôi và C6D8 sẽ đánh để giãn lực lượng địch, nếu không có thì chúng tôi cũng lặng lẽ nằm giữ nguyên vị trí. Mệnh lệnh đã được đưa xuống toàn đê và tới từng chiến sĩ, các mũi của ta cùng vào vị trí đã định. Trời tối đen, trên trời cao lác đác những vì sao sớm ánh sáng mờ nhạt, trên khắp trận địa chỉ còn những bụi che gai với tàn lửa đỏ rực của than chi chít. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua bùng lên len lét cháy rồi lại tắt, bụi cho cùng tàn lửa bay khắp nơi. Phải đứng trong hoàn cảnh này chúng ta mới thấy hết được sự tàn khốc của chiến tranh. Một việc làm không nên có của nhân loại. Mũi bên nửa C3 của anh Phượng đã xuất kích. Từ vị trí sườn trái của trận địa tôi quan sát theo ánh lửa bập bùng của những bụi che gai đang cháy ở khoảng cách gần 200 mét nhìn ra chẳng trống và để ý thật kỹ mới thấy lính C3 đang dần dần bỏ qua hướng cống trên đường. Từng tốp anh em bỏ vào không gặp sự phản kháng nào của địch. Chúng tôi biết chắc địch không có tại vị trí đó vì từ sáng tới bây giờ nằm trong những bụi tre bên trong. Đánh qua chẳng anh em C3 không thấy có địch ở phía cống này và nếu có thì chúng đã bị tiêu diệt ngay. Đây là khoảng trống giữa ta và địch không thể có chuyện địch nằm ở khoảng giữa đó được anh em đã bò vào tới cống và có một bộ phận nhỏ bò qua bên kia đường 129 rồi nhanh chóng đẩy đội hình cao lên thêm vài chục mét nữa rồi chốt lại đó. Ít phút sau thì thấy anh em vận tải lom khom vận động đến, từng tốp với cái vũng cầm theo khoảng 10 phút sau đã thấy anh em vận tải bắt đầu chuyển tử sĩ ta được tìm thấy từ trong cái cống điều hòa nước thủy lợi này chuyển ra, vậy là chúng tôi đã tìm được tử sĩ. Rất lâu và rất lâu thời gian như chìm xuống trong sự ngóng đợi của tất cả chúng tôi hết cái cáng này tới cái cáng khác được truyền ra. Những lúc ánh lửa bùng to lên thấy rõ người của ta trên chàng trống. Lúc này chính trị viên C2 tập cùng liên lạc mới chạy lên báo cho chúng tôi được biết đã tìm thấy 8 tử sĩ của ta trong cống. Vậy là còn bốn người nữa hiện ở đâu và cũng cần phải tìm kiếm trong đêm tối. Lúc này tôi tranh thủ theo chính trị viên rút về phía sau trước chính cái bãi đất trống của trận địa cuối 60 của C2 cũng nơi anh Mười hy sinh là nơi tập kết tử sĩ được lấy về để tạm ở đó. Khi về đến nơi tôi nghe anh em nói người thì bảo tìm thấy 8 rồi người thì nói mới 7 có tử sĩ chẳng biết chính xác là bao nhiêu. Nhưng sau này chính anh B trưởng vận tải D7 là anh Vũ Doãn Thao người về làm chính trị viên C2 chúng tôi sau này thì khẳng định chỉ tìm thấy 7 tử sĩ. Vậy chính xác lúc đó ta còn thiếu mất 5 sắc tử sĩ nữa. Một anh B phó vận tải. Tên gì người quê ở đâu tôi không nhớ vì sau này thuyên truyền người lung tung lắm. Anh là người rất nhiệt tình năng nổ trong công việc mới từ ngoài cống bên đường bỏ về nói. Tôi đã bỏ qua bên kia đường dưới lòng cống. Trong lòng cống và khoảng rộng bên kia đường tôi đã cua tay tìm khắp rồi nhưng không thấy thêm ai nữa. Lệnh của E và D cần tìm kỹ thêm một lần nữa. Tìm rộng ra cả hai phía trước và sau. Anh thao ra lệnh cho anh em vận tải như vậy. Gần 10 người lại bỏ ra tìm thêm lần nữa vẫn im lặng trên toàn trận địa cả ta và địch. Lúc này cũng đã khoảng 8 giờ tối rồi chúng tôi ai cũng thấy sốt ruột và thêm phần lo lắng. Bao công sức và xương máu giờ đây tìm về không đủ số tử sĩ, họ đã đi đâu. Chuyện bắt sống hay lính ta đầu hàng địch thì chắc chắn không bao giờ có. Những người lính tình nguyện bên đất ca có thể chiến đấu đến chết chứ không bao giờ đầu hàng hay để mình lọt vào tay địch. Vì nếu bị bắt hay, đầu hàng thì cái chết sẽ đến chậm hơn nhưng cũng vô cùng đau đớn bởi kẻ địch là một lũ mọi dợ không theo một cái luật nào của chiến tranh cả vậy thì số năm anh em tử sĩ kia hiện đang nằm ở đâu? Một bài toán khó không có lời giải đáp khi anh em vận tải một lần nữa trở về với kết quả số không to tướng. Lệnh cho rút quân được phát, từng bộ phận lặng lẽ rút trong trật tự và im lặng. Tôi được cử lên truyền lệnh của D cho cấp C phía trên vì theo hợp đồng ta tắt hết máy thông tin vô tuyến chỉ bật lại máy khi nào nổ súng. Một lần nữa tôi vận động lên báo phía trên. 3C trưởng lại cụm đầu bàn bạc kế hoạch. Nửa C3 rút trước rồi C1 cuối cùng là C2 anh cả thường phải bao bọc nhường nhịn các em mà. Từng toán quân lặng lẽ rút về, tôi nhìn lại trận địa một lần nữa cái mảnh đất khốn nạn này đã tốn bao xương máu của những người lính Việt Nam chúng tôi, bất chợt trong lòng tôi trào dâng đầy oán hận. Cứ vậy cuốn chiếu co rút từng bộ phận bỏ lại sau lưng những bụi che gai cháy âm ỉ. Khoảng trên 10 giờ đêm chúng tôi về tới chốt cũ của C2. Anh em mệt nhoài sau một ngày chinh chiến quá vất vả và nhiều thương vong. Bên hướng khác tôi không hỏi về tổn thất chỉ biết rằng bên C2 chúng tôi có tất cả 5 người hy sinh và gần chục người bị thương cần chuyển đi bệnh viện trên. Họ đi và bao giờ trở về C hay không về nữa mà chuyển sang đơn vị khác hay ra quân do thương tật tôi cũng không được rõ. Cụ thể là những ai thì càng xin chịu vì quá lâu ngày rồi tôi không còn nhớ, chỉ biết rằng sau đó đội hình C2 chúng tôi thiếu về quân số trầm trọng. Những trận đánh về sau chúng tôi luôn ở thế giật gấu vá vai về quân số. Những người đi rồi trở về rất ít quân bổ sung cho chiến trường thì phải sang năm 1981 mới thấy lính mới người miền Nam được đưa về đơn vị và phần lớn là anh em người các quận của thành phố Hồ Chí Minh. Bên hướng C6D8 theo như thằng đồng bạn tôi kể lại là hy sinh mất 7 người và bị thương trên chục người, ta mất một khẩu cối 60 tại với cánh phải của D7. Một sai lầm của ta trong bố trí đội hình vận động tấn công như vậy cũng bởi để C6D8 đi riêng một cánh. Họ chưa quen địa hình khu vực bằng C3 nên họ cũng chưa làm tròn được nhiệm vụ được giao với thương vong lớn như vậy. C1 và C3 cũng có nhiều tổn thất nhưng tôi chưa kịp hỏi thì những trận đánh tiếp theo vào hướng núi Novia đã cuốn chúng tôi theo những trận đánh mới. Trận chiến đấu lấy lại xác tử sĩ C21 cũng mờ nhạt dần trong tâm trí những người lính D7 nhường chỗ cho những cuộc chiến đấu mới. Sau này, cỡ trên 4 gần 5 tháng sau khi chúng tôi được lệnh về xây dựng căn cứ tại khu vực gần núi tù chính trị, dân ở đây cũng hiền hòa lắm có lẽ họ thật sự sợ chúng tôi sau khi biết chúng tôi trước đây đã từng đánh những trận đánh với lính tốt bên khu vực quanh núi Novia này. Có thể họ chính là cha mẹ hay vợ con của những tên lính tốt đã quần nhau với chúng tôi trên trận đánh đó. Đơn vị cũng có thông báo xuống C2D7 chúng tôi rằng đã cử người đi làm chính sách thương binh tử sĩ của trận đánh bên ngã tư đường tàu lấy năm tử sĩ của C21. Cụ thể có tìm thấy hay không thì chúng tôi không được thông báo. Chúng tôi ít nhất đã làm được một việc bằng sự cố gắng nhất trên toàn D và anh em C6D8 phối thuộc là tìm về được bảy xác anh em của C21, một việc làm mà mọi người lính chúng tôi nhìn vào sẽ thấy luôn được quan tâm và không bao giờ bị chính đồng đội của mình bỏ rơi. Việc làm đó không phải chỉ cho người đã hy sinh mà cho cả những người đang cầm súng chiến đấu, họ sẽ vững tâm hơn cho trận chiến tiếp theo. Mẹ Việt Nam luôn đón chào những người con đã ngã xuống trở về với lòng đất mẹ Việt Nam. Sau hai trận đánh lớn trong vòng 2 tháng C2 chúng tôi gần như kiệt quệ về quân số. Lần đầu mà tôi được biết là trận ngày 12 tháng 12 năm 1978, một đại đội mạnh với quân số chiến đấu lúc bấy giờ là 70 người. 7 ngày sau C1 thay chốt cho chúng tôi trở về củng cố lại lực lượng còn có 6 người trở về, số còn lại hy sinh, bị thương và cả bỏ chạy trên 60 người. Trước chiến dịch giải phóng Phở Nông Bình, quân số lại được bổ sung lại với số anh em bị thương cũ trở về đơn vị và số anh em tân binh bổ sung cho chiến dịch. Sau trận đánh bên ngã tư đường tàu và lấy tử sĩ C-21E-209 thì quân số chúng tôi chỉ còn chưa đến chục người chính thức biên chế của C-2D-7, bao gồm cả bộ phận phục vụ anh nuôi của đơn vị. Nhìn lại đơn vị của chúng tôi vắng vẻ do mất mát nhiều quá, chẳng bù cho những ngày ăn Tết nguyên đán anh em chúng tôi còn đông lắm. Vậy mà giờ đây đứa còn đứa mất đứa bị thương chẳng kịp thuộc tên, nhớ mặt nhau nữa. Chúng tôi cần củng cố lại đội hình của đơn vị sau những mất mát đó. Các bộ phận cần chia lại người cho phù hợp với thực tế của quân số. Đầu tiên là bộ phận phục vụ do anh quân quản lý C phụ trách. Chia ba anh nuôi về lo cơm nước cho 3B bộ binh. Hỏa lực gồm đại liên và cối 60 xé ra ăn về 2B bộ binh. C bộ về ăn cùng 1B bộ binh. Chuyện cơm nước ăn uống coi như mất 4 người trên toàn C và chia làm 3 bếp, lương thực thực phẩm bên nào thì tự mang vác khi hành quân tác chiến còn hiện tại thì nằm chốt nên vẫn chung do anh quân quản lý C phụ trách. Quân số chiến đấu chỉ còn trên ba chục người. Bên C bộ, gồm hai thủ trưởng là C trưởng và chính trị viên mỗi ông mỗi liên lạc riêng là bốn người, thêm thằng văn thư của C, thằng này phải lo nhiều việc lắm. Tên tuổi tử sĩ, theo dõi cung cấp đạn dược cho toàn C là năm, cộng thêm hai thằng thông tin của D là bảy người. Đại Liên, một thằng vác tầm súng, một thằng vác chân và thùng đạn. Một thằng vác đạn và một thằng A trưởng vác AK và đạn. Thế là gọn nhẹ nhất cũng mất bốn thằng. Cối 60. Một thằng vác ống lươn. Một thằng vác đế và chân. Ba thằng vác đạn. Nhẹ nhất cũng phải 20 quả cối 60. lão Phúc Lì A trưởng cối vác súng AK và đạn. Thế là đi mất 6 người. Số còn lại chia xuống các B bộ binh. Mỗi B còn không quá 7 người hành quân tác chiến hay luồn sâu vũ khí của ai người đó mang, đạn luôn hai cơ số trở lên ví dụ AK là 350 viên trên một cơ số đạn, RPD là 500 viên trên một cơ số đạn, B40 là 12, 13 viên, B41 là 10 viên đạn. Gạo hay thực phẩm của ai người đó mang kể cả đại đội trưởng cũng phải mang gạo của mình. Những lần luồn sâu dài ngày xa đơn vị không thể cung cấp được lương thực và đạn dược thì tăng thêm là ba cơ số mọi vật dụng hay đồ đạc tư trang cá nhân như tăng võng vải mưa quần áo giày dép, dây lưng lựu đạn, gạo bi đông nước, đạn dược súng ống được chất hết lên lưng thằng lính bộ binh với những cuộc hành quân tác chiến dài ngày, mùa mưa hay mùa khô lúc nào cũng luôn vậy cả, rừng núi hay đồng bằng. Bình độ hay núi cao bức hành quân của những người lính tình nguyện Việt Nam phải dẫm nát hết dưới gót chân mà tìm địch, đánh địch, tiêu diệt địch. Chúng tôi có những lúc mệt quá, nặng quá phải tháo từ hộp phụ tùng súng, cái lưỡi lê AK hay cái thông nòng súng, thậm chí bẻ gãy cả cán bàn chải đánh răng của mình, cắt bớt quay ba lô buộc bụng vứt bớt đi cho có cảm giác nhẹ bớt khi hành quân. Nhưng tuyệt nhiên không có chuyện vứt đạn. Gạo có người cũng đổ bớt đi nhưng tôi thì chưa bao giờ. Nhất là chuyện thương binh hay tử sĩ thì dù khó khăn bao nhiêu chúng tôi cũng mang họ ra chuyển về phía sau cho những bộ phận khác lo. Trong C hay D của tôi chưa bao giờ có chuyện bỏ tử sĩ hay thương binh của mình cả. Những trận chiến đầy gian nan nhưng cũng hào hùng lắm. Khoảng 2 ngày sau trận đánh lấy tử sĩ C-21C tôi đã củng cố và bố trí lại về nhân lực trên toàn tuyến chốt. Vũ khí thừa do thiếu quân số được giao trả lại đây trong đó có một khẩu đại liên và một khẩu cối 60. Vậy là sau khi được trang bị quá mạnh về hỏa lực thì bây giờ chúng tôi lại phải trả lại. Mỗi B bộ binh chỉ còn người đế giữ một RPD và một hoặc hai B-41 và một hoặc hai B-40 tùy sở thích của từng người mà giữ súng. Mỗi B chỉ còn ba khẩu B-41 và B-40 là cùng, số còn lại toàn AK với quân số và vũ khí như vậy cũng đã là một xe mạnh rồi. Từng đó thôi chúng tôi cũng đủ để đánh cho tụi lính Pot những trận thất điên bát đảo lên rồi. Sáng hôm đó tôi thấy ông ước đề trưởng và đám bầu dậu trên đê xuống C2. Đi cùng có thêm một anh rất lạ tôi chưa gặp bao giờ. To cao lực lưỡng. Đen như lính Pot nhìn tướng dữ dằn lắm. Vào xe bộ được giới thiệu là bên quân báo của quân đoàn xuống làm việc với C2. Trải tấm bản đồ ra anh hỏi và đánh dấu rất nhiều vị trí trên bản đồ hỏi rất kỹ về hướng những khẩu pháo 105 ly của địch hướng bắn từ khoảng nào của núi Novia. Anh hỏi rất kỹ về hỏa lực của địch khi chúng chi viện cho nhau trong trận lấy tử sĩ C-21 của chúng tôi. Tôi đứng ngoài cũng hiểu được rằng lại sắp có những trận đánh nữa đây, vấn đề là khi nào bắt đầu thôi. Xong việc gấp bản đồ lại quay sang ngồi uống nước nói chuyện, anh lính quân báo kia mới nói. Đêm nay chúng tôi luồn vào hướng núi Novia đề nghị các anh em giúp đỡ mở cho chúng tôi hướng đi từ chốt của mình. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải lên tận đỉnh núi vì theo trên nghi vấn đầu não của địch bên hướng này hiện đang đóng quân trên núi. Chắc chắn đơn vị các anh sẽ luồn vào vào bọc phía dưới núi nên đề nghị các anh lưu ý cho không lại đánh nhầm vào chúng tôi. Chiều hôm đó khoảng 3 giờ một nhóm gần hai chục người đi vào chốt C2 đi đầu là tác chiến D là anh Thành Heo. Rồi trinh sát D cùng mấy ông nữa trên D đưa số anh em bên quân báo của quân đoàn vào đơn vị chúng tôi. Anh em quân báo độ hơn chục người, tôi không đếm vì lính chiến kiêng đếm người trước khi đi tác chiến. Vẫn cái anh to cao đen dữ dằn kia dẫn đầu với số anh em quân báo cũng như anh ấy hết, anh nào cũng to cao lực lưỡng dữ dằn với vũ khí đạn dược đầy mình. Ba lô căng tròn có anh mang theo vài ba cái nồi nhỏ, phần lớn là nói tiếng miền Nam số ít nói tiếng miền Bắc. Một điều tôi thấy ở các anh lính quân báo này là vũ khí mang theo có khác của chúng tôi. AK thì giống nhau rồi, Trung Liên thì lại dùng súng ở PK chứ không phải GPD. Khẩu RPK gần giống AK nhưng nòng dài hơn lắp băng đạn AK. Báng sau súng thì lại giống RPD. Hỏa lực B thì chỉ duy nhất chỉ loại B40. Tôi thắc mắc tại sao các anh không dùng RPD và B41. Anh em quân báo xuống sớm dưới C để còn tranh thủ nghỉ ngơi chờ tối sẽ xuất kích. Một anh người bắc ngồi giết thuốc lào sòng sọc. Hút như thể tranh thủ không thì tí nữa hết cơ hội hút không bằng. Anh vẫy tôi lại nói. Anh nhờ chú em một việc. Chú nói anh nuôi nấu giúp tụi anh nồi cơm còn thức ăn bọn anh có đồ hộp rồi. Nhân tiện cho bọn anh nồi nước sôi đổ vào bi đông đi uống đêm nay. Vào trong đó chưa biết lúc nào có thể đun nấu được. Gạo đây chú mang sang nhờ anh em giúp anh. Vâng các anh muốn ăn cơm tối nay ở đây chứ gì? Để em qua báo anh nuôi nấu cơm cho các anh ăn. Gạo bọn em thiếu gì? Đồ ăn cũng nhiều, mấy phun phía sau đầy. Các anh giữ lấy mà mang theo. Vậy thì tốt quá chú em giúp anh nhé. Khoảng 7 giờ là tụi anh đi rồi. Tôi chạy qua gặp anh quân nói phép như tướng. Lệnh xê cho anh nuôi nấu cơm cho anh em quân báo của quân đoàn bữa cơm chiều và nồi nước sôi cho anh em mang đi. Trước 6 giờ phải có cơm cho anh em ăn còn đi làm nhiệm vụ. Thế là gần 6 giờ một bữa cơm rất thịnh soạn được dọn ra cho anh em quân báo ăn. Thôi thì đủ hết thịt bò thịt lợn thịt gà luộc chấm muối tiêu. Toàn của tụi tốt cung cấp cho mình hết. Anh em quân báo người đứng người ngồi ăn uống no lê. Có anh còn hỏi điều ở đâu ra mà lính bộ binh ăn sướng thế, tiêu chuẩn cấp nào trong quân đội vậy chú em? Nói xong còn nháy mắt nhìn tôi cười như muốn cảm ơn về bữa ăn thịnh soạn này. Tôi cũng đùa nói. giả dạ, tiêu chuẩn cấp binh nhất lính bộ binh đấy, còn sĩ quan còn ăn ngon hơn nữa. Anh em họ cười ầm lên, ai cũng hiểu, ai cũng biết. Chính sách dân vận là một chuyện còn chuyện lính như thế nào lại là chuyện khác. Đánh nhau sống chết lúc nào cũng chẳng biết. Bụng thì đói, Cơ thể thèm chất mà con gà con lợn đi qua trước mặt phải nhắm mắt làm ngơ thì có mà là thằng điên. Khoảng gần 8 giờ tối anh em quân báo xuất kích, khoác những chiếc ba lô nặng trịch lên vai. Anh em họ theo anh Hồng và tôi dẫn họ đi về hướng B1, lặng lẽ, thầm lặng họ đi trong đêm. Nhìn họ đi vào nơi nguy hiểm gian nan tôi thấy thương họ quá, một nhóm người đơn lẻ tác chiến trong lòng địch, chẳng biết ngày mai đây có còn gặp lại họ nữa không nhưng tôi tin họ sẽ trở về vì họ là những người lính dày dạn kinh nghiệm chiến trường và chẳng khó khăn nào có thể ngăn cản được những bước chân của họ. Cái anh quân báo hút thuốc lào đó trước khi bước xuống trảng và khuất dần trong bóng tối đã quay lại nhìn tôi và nháy mắt cười với tôi thay cho câu chào tạm biệt. Chúc các anh sớm hoàn thành nhiệm vụ bình an trở về. Tôi đã nghĩ như vậy mà không nói ra. Cũng từ đó tôi không bao giờ gặp lại các anh quân báo đó nữa cho tới ngày tôi ra quân. Tôi luôn tin rằng các anh ấy sẽ trở về và niềm tin đó còn mãi trong tôi cho tới tận ngày hôm nay. Phần viết này tôi muốn viết tặng cho những người lính quân báo của quân đoàn 4. Sau cái đêm chúng tôi mở cửa cho anh em trinh sát quân báo của quân đoàn đi về hướng núi Novia độ 2 ngày thì chúng tôi có lệnh chuẩn bị luồn sâu tác chiến vào sâu trong núi Novia. Nhiệm vụ lần này được quán triệt rất rõ ràng và hết sức nặng nề tình hình ta và địch trên toàn tuyến Tây Nam của cả. Mức độ căng thẳng của thế trận. Chúng tôi cũng rất hiểu lúc này đây mới là giai đoạn khó khăn của chiến trường. Địch đang từng ngày hồi phục sức lực sau nhiều ngày tan rã, mà đối với chúng tôi những người lính C2D7 thì quá hiểu khả năng của địch tại khu vực núi Novia này. Yêu cầu của trận luồn sông này phải hết sức gọn nhẹ và khẩn trương. Khả năng chúng tôi sẽ đụng độ với lực lượng mạnh của địch là rất lớn. Toàn thể anh em cán bộ chiến sĩ trong đây phải nắm được hết tinh thần và nhiệm vụ cụ thể trên phương án tác chiến của toàn e. Hướng của D7 khi luồn sâu là đi từ vị trí C1D7 đi vòng hết đến cuối núi Novia rồi vòng qua sau núi hất ngược về vế trái của núi, hoàn toàn đi trong đêm cho tới sáng hôm sau tới vị trí đã định sẽ kết hợp với pháo binh của F quân đoàn bắn lên núi và khi địch chạy xuống từ trên núi sẽ tiêu diệt. Một kế hoạch diệt địch quá hoàn hảo. D8 và D9 cũng tham gia trong đợt luồn sâu này nhưng họ đi từ hướng nào thì tôi không rõ. Vũ khí súng đạn được trang bị đầy đủ với hai cơ số đạn và hai cơ số gạo trên lưng riêng C2 đi đầu đội hình của toàn D với trinh sát D dẫn đầu và khẩu 12,8 ly của C5 cùng khẩu D mươi 75 ly của E. Hỏa lực của C như tôi đã nói của bài trên. Mọi sự chuẩn bị cho cuộc hành quân được thực hiện rất nhanh, đầy đủ, quân trang cho lính được bổ sung thêm ngoài liên hạn. Cũng rất cần cho lính bộ binh C2 vì sau mấy trận vừa qua lính C2 gần như hết quân trang do rách nát hết cả. Ông anh đồng hương nhà có đống rơm của tôi tranh thủ giấu cho riêng tôi nguyên bộ quần áo mới vì quân trang của tôi cũng rách hết cả rồi và thêm cho thằng em cái bi đông nước mới cứng, có anh em vẫn hơn. Tối hôm đó khoảng trên 7 giờ chúng tôi lặng lẽ từng bộ phận rời bỏ trận địa chốt bên ngã tư đường tàu đi về hướng D bộ và C5. B1 sẽ rút sau cùng. Tôi là người phải chạy nhiều nhất khi phải liên tục móc các B rút dần khỏi trận địa. Anh em cũng đã chuẩn bị xong từ lâu nên cũng rất nhanh và lặng lẽ rời vị trí. Khi quay lại móc B một lần cuối tôi dừng lại ngắm nhìn thêm một lần nữa cái phum bên ngã tư đường tàu này. Cũng chính nơi đây trên 20 người lính C-2 và các bộ phận phối thuộc cho C-2 đã ngã xuống. Họ là những người trai Việt Nam còn rất trẻ ở nhiều vùng quê trên mọi miền của Tổ quốc. Toàn người cũng cùng tuổi với tôi và cũng từng đó anh em bị thương nữa. Bao nhiêu máu xương của chúng tôi đã đổ xuống vậy mà hôm nay đây chúng tôi lặng lẽ bỏ đi. Một chút nuối tiếc và thoáng buồn trong tôi. Còn cái phung cách đây ít ngày nó đẹp như vậy mà giờ đây tan hoang không còn nhìn ra được nữa. Đổ nát, hoang tàn và chết chóc sự tàn phá của chiến tranh ngoài sức tưởng tượng của con người. Chúng tôi về hết ngang tiểu đoàn thì dừng lại và sắp xếp đội hình hành quân qua hướng C1. Đêm tối trời, không trăng không sao một màn đêm đen kịt trước mặt, đội hình luồn sâu hành quân hàng một, trinh sát D đi đầu cách xa khoảng 50 đến 100m rồi B3 và các bộ phận liên tiếp bám nhau xen kẽ đội hình C là các bộ phận hỏa lực đi phối thuộc. Anh nuôi là bộ phận đi sau cùng của đội hình C hành quân. Yêu cầu hết sức bí mật nên không được nói to hay gây bất cứ tiếng động nào bất lợi cho đội hình, kể cả nồi song cũng phải được buộc hết sức chặt chẽ tránh sự va chạm của kim loại. Tiếp theo C2 là C3 rồi đến D bộ cùng C5 cuối cùng là đội hình của C1 khóa đuôi. Lặng lẽ và bí mật, đội hình hàng một dài hàng cây số nối tiếp nhau bước đi trong thầm lặng, trên bước đường hành quân khổ nhất là anh em hòa lực, họ luôn phải vác nặng với vũ khí và đạn dược với số lượng lớn hơn quy định của một cơ số súng thì quá công cảnh nhất là khẩu DKS 75 ly vừa nặng vừa dài vừa khó vác. Anh em phải dùng đòn gỗ đẩy vào buồng nòng của sơn pháo 75 ly này mà gánh. Khẩu 1 2.8 ly cũng phải tháo rời chân tầm hướng của súng ra mà vác mà thay nhau khiêng. Súng đại liên của C thì dễ hơn nên chỉ chia hai người vác. Cái tầm đại liên là 18 kg do thằng do lính Hà Nam Ninh chuyên vác. Thằng này khỏe lắm nhưng kế đầu thì có vấn đề. Nó chỉ có duy nhất một yêu cầu với anh em A à, Đại Liên phải cho nó ăn no cái gì cũng được miễn không để nó phải đói thì vác nặng bao nhiêu nó cũng làm, gian khổ bao nhiêu nó cũng xin chịu không kêu ca tị nạnh ai cả. Một yêu cầu quá đơn giản với lính trên chiến trường ca lúc bấy giờ. Khẩu cối 60 của C thì quá bình thường rồi chỉ có anh em mang vác đạn là vất vả. Mỗi người 20 quả đạn cối 60, khoảng 1,8 kg trên một quả đạn. Vậy là 36 kg đạn rồi chưa kể gạo và quân tư trang cá nhân. Một cuộc hành quân mang vác nặng và đường dài trong đêm. Chúng tôi đi, đi mãi, luồn qua những bụi che gai, vạch những tàn lá táo dại của rừng núi Novia mà đi, vượt qua những chảng trống nhỏ bước thấp bước cao trong đêm tối, vấp ngã, kệ đứng dậy đi tiếp, gai rừng xé rách áo quần, kệ lính chiến không quan tâm, hướng địch trước mặt, đồng đội của mình mới là điều khiến lính bận lòng. Chúng tôi đã mải miết đi như vậy, khát nước đã có nước trong bi đông cá nhân của mình rồi và điều kinh nghiệm của lính là càng khát nước thì càng không nên uống nước nhiều chỉ cần nhấp cho ướt miệng uống vào một ít rồi nhổ đi chứ không nên uống cho đã cơn khát. Nếu không biết cầm lòng mà kiềm chế bản thân mình thì đó chính là tai họa do mình tự gây ra. Chúng tôi luôn phải nhắc nhở anh em tân binh lính mới chưa có kinh nghiệm như vậy. Với số anh em này đây là lần đầu hay lần thứ hai đi luồn sâu đêm nên đối với họ cũng là cả một vấn đề rồi. Anh em lính cũ chúng tôi thì đỡ hơn dù sao thì cũng trải qua nhiều rồi nên cũng phổ biến kinh nghiệm này cho anh em để đỡ vất vả hơn trên đường hành quân. Cứ thế chúng tôi đã đi đến khoảng 12 giờ đêm thì dừng lại nghỉ giải lao ít phút. Lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi, mắt nhịp lại vì buồn ngủ. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới này mà không có ngủ thì đó là một cực hình của lính. Nhiều anh em chỉ kịp đặt cái ba lô xuống là đã phiêu ru ngay rồi. Sẽ chẳng có giấc ngủ nào ngon hơn những giấc ngủ này của lính trên đường hành quân tác chiến. Tranh thủ được ít phút cũng là lấy lại được sức khỏe và tinh thần sau chặng đường dài vất vả. Suốt mấy tiếng đồng hồ hành quân tôi luôn phải bám sát anh Hồng và đội hình, lúc thì bước nhanh về phía trước. Khi thì đứng lại phía sau trình đốn đội hình, tôi cứ phải như con thoi chạy tới chạy lui với những mệnh lệnh của C truyền đạt xuống cấp dưới. Đôi khi tôi muốn ném trả cái chân liên lạc C về làm thằng lính chiến dưới B cho nhẹ nợ vì sự vất vả của tôi nó chẳng giống ai trong cái C này. Nhưng nghĩ thương anh em, rồi nhiệm vụ và công tác của đơn vị mà cố gắng thôi chứ nó chẳng sung sướng gì. Đội hình lại hành quân, trong đêm tối chúng tôi chẳng ai biết được đã đi tới đâu. Lâu lâu thì tôi lại phải bám chạy theo anh Hồng vượt lên trước gặp anh em trinh sát và dở bản đồ ra coi lại hướng cắt của đội hình. Bật cái đèn pin dí sát bản đồ mà soi mà tìm mà định hướng mà xác định vị trí của mình đang đứng chân. Rồi lại cắt hướng trả lại bao nhiêu độ trên địa bàn. Cứ như vậy suốt đêm đội hình để chúng tôi hành quân không gặp bất kể sự kháng cự nào của địch ngăn cản bước chân những người lính chúng tôi. Anh Hồng thì quá thông thạo và dày dạn kinh nghiệm sử dụng bản đồ địa bàn rồi. Anh Nguyên là lính trinh sát được học hành bài bản từ miền Bắc đưa vào chi viện cho chiến trường miền Nam những năm đầu của thập kỷ 70. Anh là một con sói của rừng núi miền Đông Nam Bộ năm xưa và anh cũng chính là người thầy dạy tôi cách sử dụng bản đồ địa bàn đầu tiên trên chiến trường ca này. Được làm lính của mấy anh này cũng là niềm tự hào không nhỏ của những người lính trẻ chưa trải qua trận mạc như chúng tôi. Chúng tôi đã đi như vậy đến khoảng gần 3 giờ sáng thì đến cuối núi Novia. Anh em cũng đã quá mệt sau 6-7 giờ đồng hồ hành quân như vậy vẫn chưa đến điểm dừng chân theo như hợp đồng của E. Điểm cuối cùng mà chúng tôi phải đến trước lúc mặt trời mọc là vế trái của cuối núi. Một khoảng gần của bản đồ nhưng cũng là quá gian nan đối với anh em trong đơn vị ở thời điểm này. Rừng che gai cũng thưa dần, bước chân của người lính cũng cần khẩn trương hơn cho kịp giờ. Những mũi khác trên toàn e cũng đang kép dần vào vị trí đã định. Một vòng cua rất rộng cách xa chân núi nên đoạn đường càng thêm dài thêm xa. Chúng tôi đã bắt đầu thấy ruộng, những thửa ruộng rộng với những bờ thửa thấp và cũng dễ đi hơn nên tốc độ hành quân càng nhanh hơn bình minh đang lên những tia ánh sáng đầu ngày đầu tiên bắt đầu ló dạng phía chân trời xa xa hắt lên những tia sáng yếu ớt lúc này thời gian sáng sẽ rất nhanh và nếu thật tĩnh tâm mà nhìn nhận thì chúng ta có thể thấy được cảm nhận được tia ánh sáng được thay đổi theo từng giây của thời gian chẳng mấy chốc đã nhìn rõ mặt người vẫn những người lính ấy vẫn mang vác hành quân như vậy chúng tôi vẫn mải miết đi nhưng đội hình đã được bố trí lại theo từng C không còn đội hình hàng dọc nữa. C2 vẫn là con át chủ bài của D7 trên hướng hành quân này. Cảnh vật nơi đây dần rõ nét trong con mắt những người lính sau một đêm không ngủ luồn sâu. Địa hình bên sườn trái có khác với bên sườn phải núi Nô Via, ruộng nhiều hơn, rừng che gai ít hơn và cây thốt nốt nhiều hơn nhiều lần. Thỉnh thoảng có thêm cái phum kiểu mới của chế độ công xã Pốt, chờ trọi giữa những con đường mòn không cây cối những dãy nhà tranh thốt nốt hai bên những con đường, thấp lẻ tè khô queo dưới sức nắng của mùa khô đất ca. Một điều mà ai cũng thấy rõ ở những cái phung loại mới này, đi đâu, ở đâu trên cái đất ca này đều thấy là nó luôn được dựng lên thẳng tắp theo hàng theo lối, không có chuyện dựng lên một cách lộn xộn được dù rằng nó chỉ được dựng tạm bằng tre và tranh lá thốt nốt. Không có dân, không một bóng người, không gì hết, một sự sống cũng là hiếm hoi trên dọc đường hành quân của đội hình D7 chúng tôi vẫn đi và đi mãi không nghỉ. Trước mặt là hồ nước cạn của mùa khô, một cái hồ rất rộng với nhiều nghìn hecta đất. Nhìn về rất xa trong cái khoảng lõm nhất của hồ cạn này mới thấy những nhoáng ánh sáng của nước được những tia nắng sớm hắt lên cho ta sự cảm nhận rằng ở nơi đó có nước. Cái lòng hồ cạn này xưa kia là rừng cây dầu nhưng khi chế độ post có hướng cải tạo đồng ruộng để đưa nước vào ruộng cho đất mùa khô nên đã cho xây dựng con đập chắn nước và giữ nước mùa khô, bởi vậy cả rừng gỗ dầu này chìm trong nước, hàng nghìn hàng nghìn cây gỗ dầu đã chết chỉ còn nguyên thân cây và cành khô màu trắng bạch còn đứng trong lòng hồ đất của lòng hồ bị nước rút đi để lại những vết nứt nẻ của đất ngang dọc ngắm nhìn nơi đây chúng ta có cảm giác như chính nơi đây là quê hương của tử thần vậy không có sự sống mà chỉ thấy chết chóc từ cảnh vật cho đến những gì thuộc về tương lai nếu ai đã từng một lần ngắm nhìn bức ảnh chụp thời kháng chiến chống mỹ khi quân đội mỹ thả chất độc màu da cam trên cây lá rừng trường sơn trong những năm tháng đó thì sẽ hình dung ra cảnh tượng bên sườn trái núi Nô Viên ngày hôm nay trên đường hành quân của chúng tôi nó như thế nào. Ánh nắng đã lên cao, những tia nắng khó chịu chiếu xiên vào mắt người lính. Mồ hôi vẫn thấm ướt trên lưng, chúng tôi đã đến ngang con đê nhỏ. Con đê này là điểm bắt đầu của cái đập chắn nước. Quang cảnh trù phú hơn, cây cối xanh tươi hơn và cũng nhiều nguy hiểm hơn phía trước đội hình chúng tôi. Lệnh dàn đội hình theo cấp đê vận động lên nhanh chiếm lĩnh trận địa. Tốp đầu tiên anh em đã lên đến con đập, vẫn không có gì ngoài con đập thẳng tắp đến hết tầm mắt. Nhưng một điều khiến lĩnh chúng tôi phải giật mình giạt ra tìm địa hình địa vật có lợi nhất cho mình là một chiếc. Xe giải phóng màu xanh lá cây thấm hơi nghiêng trên con đập và nòng pháo sau xe to đùng hướng về phía chúng tôi. Nó cũng rất nghiêng so với mặt đường. Lệnh báo động trên toàn đê, anh em C2 nhanh chóng áp sát khẩu pháo của địch trong phút chốc chúng tôi đã làm chủ khu vực. Khẩu pháo 105 ly của địch còn mới nguyên với màu xanh muôn thuở của các loại pháo giờ đây chúng tôi mới có thời gian ngắm nhìn nó hóa ra trên đường rút chạy chiếc xe giải phóng kéo khẩu pháo này của địch bị trượt khỏi đường và đổ nghiêng lên cũng vật theo khẩu pháo đổ theo lính pháo và lái xe tải kéo pháo của pot đã bỏ chạy khi phát hiện chúng tôi từ xa máy thông tin được nhanh chóng kết nối với e xin lệnh e cho lệnh tạm thời dừng chân bảo vệ khẩu pháo mới thu được của địch này chính nó đây cái kẻ đã phang vào đầu chúng tôi khi chúng tôi bị đánh bên ngã tư đường tàu đây và cũng hắn đây cái thằng đã nã vào mông chúng tôi khi chúng tôi vận động lên lấy tử sĩ C-21 của e đây. Đặt ba lô xuống tôi và anh Hồng đi một vòng kiểm tra thêm địa hình chung quanh. Những vết lốp xe mới tinh còn để lại ngang dọc trên đường. Vậy là quá rõ, địch có một trận địa pháo bên hướng này và đã kịp thời kéo pháo chạy trước khi chúng tôi đến. Khi về ngang qua đây cái thằng mất dạy 105 ly kia bị lật xe nên đành nằm lại chịu bị bắt sống. Kẻ gây nhiều tội ác kia sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì nó đã gây ra cho chúng tôi đó là luật của chiến trường. Lúc này cũng gần trưa rồi, anh em trên toàn đê tranh thủ thời gian ăn cơm trưa, vẫn món ăn muôn thuở trên đường hành quân. Cơm nắm với thịt kho, lính ta từng tốt chui vào những bụi cây tránh nắng và ăn cơm, lúc này cái nắng đã gay gắt lắm rồi. Không khí ngộp thở nhìn ra ngoài nắng nó bốc nhiệt như ta nhìn vào lò lửa đang cháy vậy, cái nắng mùa khô, mùa của hành quân và chiến trận. Những mũi khác trên vị trí quanh khu vực núi Nô Via cũng vẫn thầm lặng, Im lìm tiếng súng như thế ở đây không phải là một e của 209 đang áp sát vào chân núi tìm kiếm một trận đánh với lính cốt vậy. Chúng áp đảo là vậy, chúng oai hùng là vậy mà sao e 209 dám đối đầu, dám thách đấu mà chúng chạy nơi đâu. Tiếng tam sư đoàn anh hùng của chúng để đâu mà khi gặp một e anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam chúng chỉ bỏ chạy. Giữa trưa thì có lệnh của e cho phép C2D7 tiêu hủy vũ khí thu được, tiếc quá một khối tài sản khổng lồ này mà phải tiêu hủy thì thật là lãng phí nhưng nhiệm vụ và mệnh lệnh là vậy biết làm sao. Chúng tôi mới kiểm tra khẩu pháo. Thì ra trong lúc bỏ chạy chúng đã kịp tháo bỏ cái kim hỏa của khẩu pháo 105 ly rồi. Để giải quyết thằng mất dạy này quá dễ, chỉ cần bỏ vào nòng nó vài ba quả lựu đạn cho nổ trong nòng pháo là coi như xong. Các đường khương tuyến sẽ dạn nứt hay gây phá kim loại không thể nhét viên đạn vào buồng nòng là coi như xong. Thằng mất dạy 105 ly này sẽ mãi mãi câm lặng anh em trinh sát D và lính C2 phải cống nhau, đứng trên vai nhau đu lên nòng pháo mà ấn lựu đạn vào nòng pháo, vài ba tiếng nổ đanh, nhỏ gọn, còn chiếc xe thì đơn giản hơn nữa. Một mồi lửa là chỉ trong vài phút nó đã là đám cháy lớn kết thúc một con ngựa chiến còn rất trẻ khỏe. Khoảng 2 giờ chiều, lệnh hành quân lại tiếp tục. Sau bữa cơm trưa và thời gian nghỉ ngơi giải lính mình đã khỏe ra rất nhiều. Có anh em còn tranh thủ thời gian ngủ được thời gian rất dài nên tươi tỉnh ra rất nhiều. Cuộc hành quân càn quét dọc theo sườn núi bên trái bắt đầu. Chúng tôi bám theo con đường đất chạy dọc theo sườn núi. Cũng lúc này, từ rất xa hướng ngoài đường 51 pháo của ta cũng bắt đầu nổ súng vào đỉnh núi Novia. Liên tiếp từng quả đạn bay lên đỉnh núi. Từ phía dưới chúng tôi nhìn rõ những điểm đạn nổ với những bụi đất đá. Đường đạn cũng được di chuyển theo địa hình của núi. Bên dưới chúng tôi cũng đã hành quân với tinh thần chiến đấu cao quyết xả thây quân địch nếu chúng từ trên núi chạy xuống một cái bẫy lồng đã mở sẵn chờ con mồi lao vào là sập cửa lồng lại và đương nhiên con mồi sẽ không có đường chạy thoát. Chúng tôi đã càn dọc theo con đường đất lẫn cùng với cát này đi dọc theo bên trái núi Novia, những lùm cây hai bên đường và phun sóc tiêu điều quanh đây, ruộng thưa nhỏ, thốt nốt xe lẫn nhau, càng đi càng thấy mịt mù chẳng thấy địch đâu cả. Đội hình hành quân trong đê lúc đầu cũng còn giữ đội hình theo từng xe nhưng đến lúc này rồi thì thì manh ai nấy đi, cứ ngắm cái ông xe trưởng và thằng liên lạc mà theo mà bước, nắng chiều vẫn còn gay gắt lắm, tiếng trọng pháo từ xa vẫn rót đều đều vào đỉnh núi, mồ hôi lại ướt áo lính trận chúng tôi. Vẫn đi, vẫn đi và vẫn chỉ có đi. Con đường phía trước bỗng trở lên ngoằn nghèo hơn, theo hình chữ chi rích rắc cái cái phu mới nghèo sơ xác được đâm ngang bởi ngã ba của đường mòn. Ngay chính ngã ba có cây ruối to đại tường bên cái ụ mối cũng to đại tướng với những quả ruối chín vàng cành là ngang tầm tay với. Duy nhất một cái thứ nhìn cho có sức sống và thuộc loại ăn được của khu này. Những dãy nhà hai bên đường theo hình chữ T nơi đầu ngã ba, một cảnh hoang tàn và đói rách của chế độ công xã loại bét của chế độ Pol Pot. Tôi cũng nhiều lần vắt tay lên trán mà suy nghĩ về những gì mắt thấy trên mảnh đất này. Kẻ quái thai của dân tộc Khmer đang cầm đầu cái chế độ khốn nạn này hắn đang nghĩ gì khi đẩy đồng bào của mình vào hoàn cảnh này? Cố tình hắn đẩy hai dân tộc chúng ta vào cuộc chiến đẫm máu với bao chết chóc và đau thương, đẩy những thằng lính trẻ chúng tôi khi vừa rời ghế nhà trường vào vòng luẩn quẩn của bắn giết và chinh chiến hết sức tàn nhẫn và không thể hiểu nổi. Với một mớ học thuyết của kẻ đại trí phèo này là hy sinh một triệu dân Khmer để đổi lấy 30 triệu người dân Việt Nam bằng những trận chiến bên biên giới, ảo tưởng đến khờ dại của kẻ tự huyến hoặc mình có thể đủ sức khỏe bê được cả trái núi. Nhân dân của hai dân tộc và lịch sử sẽ phán xét hắn. Chúng tôi lại hành quân tiếp khoảng gần một km nữa thì gặp cái cầu gỗ khá to bắc ngang con suối nhỏ với triển dốc thoai thoải của cả hai phía cầu không dài ngang rộng khoảng 5 mét suối thì cạn khô từ bao giờ cây cối hai bên rậm rạp che gai, cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với bên kia. Vẫn thế không một bóng người, không một tên địch và ở thật xa kia là một phum lớn cây cao xanh gì, thấp thoáng bóng ngôi chùa bên phải đường hành quân của chúng tôi. Đội hình đê vẫn đi nhưng khi gần vào phum thì cẩn thận hơn, có thể sẽ có địch phục kích ở đây nhưng rồi cũng chẳng khác phía trên kia là bao nhiêu. Chúng tôi hành quân vào khu vực không có dân và địch, vườn không nhà trống hoàn toàn, vẫn cái phum nghèo nhưng nhà cửa khá hơn và rậm rạp cây xoài to xanh ngắt, pháo binh của ta đã ngừng bắn lên đỉnh núi sau nhiều giờ pháo kích, lúc này cũng gần 5 giờ chiều rồi. Chính nơi đây tôi được chứng kiến nền khoa học hiện đại nhất của chính quyền post xây dựng lên cho nền công nghiệp và phát triển nông nghiệp đất nước, một thành công, một nền khoa học vượt bậc của nhân loại không ngờ lại được xây dựng tại đây, nó quy mô và hiện đại ngoài sức tưởng tượng của tất cả chúng ta. Đó là cái đạp nước giống như ở miền Trung chúng ta vẫn có hai người ngồi lên thanh che ngang và đạp như đạp xe đạp nhưng đạp lùi chứ không phải đạp tiến những lá gỗ sẽ guồng nước từ thấp lên vị trí cao nó được bố trí thêm chiếc xe vespa super màu xanh dương thiết kế ốp sát vào khung xe đạp nước khi nó nổ máy sẽ thay cho sức người đạp nước lên ruộng trên chiếc xe máy thì không còn nhìn ra hình dáng của nó nữa không thể hình dung được rằng nó một thời đã được phóng như điên trên đường phố một kỹ sư nông nghiệp hết sức thông minh thông minh đến mức ngu dốt đã mầy mò thiết kế ra nó bên kia đường một máy xay sát gạo với cái máy nổ đen xì. Cho thóc đầu này gạo chảy vào trong lòng cái nhà rất sạch kia những hạt gạo lẫn thóc vàng khè. Quá văn minh và hiện đại ở thế kỷ 20 này. D chọn đây là điểm dừng chân của đê bộ. Trinh sát sẽ nằm trong chùa các bộ phận giải ra quanh đê bộ. C3 bên cánh phải đê quay mặt vào hướng núi. C2 và C1 hành quân lên vị trí ngã ba cây dưới phía trên án ngữ lại đó qua đêm này lính tráng vác nặng đi xa bắt đầu chửi tục vong bậy khi phải đi trở lại đoạn đường mới đi qua. Nếu như đi thêm vài ba km nữa cũng không ai kêu lấy nửa lời nhưng với 100 mét quay lui thì chuyện nói này kia cũng là điều dễ hiểu. Cả hai xe chúng tôi lên đường thôi không trời tối mất, chuyện ăn uống ngủ nghỉ cũng là hết sức cần thiết với lính lúc này. Tới nơi xe 2 nằm tại ngã ba xe 1 đi ngang ra đến đoạn đường gấp khúc thì cũng dừng lại xây dựng trận địa chốt lại đây. Theo bố trí của anh Hồng C bộ đóng quân ngay tại cây duối, bộ phận anh nuôi phía sau C bộ lùi về bên trái trong dãy nhà phía sau. Củi đuốc cho phép tháo dỡ bất kể cái gì cháy được là có quyền cho vào bếp không cần xin ý kiến bất kể ai. Cũng phía sau C bộ bên phải đội hình trong dãy nhà bên đường là A cuối 60. Trước mặt C bộ bên trái là B2 dân cao ngang dãy nhà trước mặt. Điểm chú ý và nhiệm vụ của B2 là con đường mòn bên trái đội hình. B1 chính diện C bộ rồi đại liên. Cuối cùng là B3 vẫn hướng theo dãy nhà và một phần của con đường đi qua C1. Riêng hướng gác C bộ là quay mặt về hướng D đẩy ra xa cây dưới 30 mét có hố chiến đấu ngay cạnh đường. Đội hình qua ổn, các B nhanh chóng đi và tổ chức sắp xếp trong B bố trí hầm hố cá nhân cho từng người. Tôi theo anh Hồng đi kiểm tra rất sát, địa hình chung quanh quá trơ trọi và nhiệm vụ của chúng tôi là ôm giữ lấy con đường. Nếu là những trận đánh nhỏ lẻ thì trận địa này cũng tạm chấp nhận được nhưng nếu là một trận đánh lớn thì sẽ có quá nhiều bất lợi. Ngoài xa kia cũng giống như trong này. Đồng không với những cây lúp súp bờ thừa ruộng chằng chịt dọc ngang. Phía rất xa tới 300 mét kia là cái hồ nước nhỏ cạn gần hết. Chúng tôi chẳng mong chờ gì một cuộc chiến đấu ở nơi đây. Hết phần 15